Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình muốn làm một cái video ngắn nữa để mình nói về cái đề tài mà đài cơ quan truyền thông AFA, cái đài châu Á tự do, viết một bài bình luận sau khi mà Đại hội Quân ủy Trung ương ở Việt Nam vừa mới kết thúc. Thì họ viết một bài, họ nói rằng là quân đội Việt Nam cần phải không cái chính trị, không phục vụ cho chỉ không phục vụ cho đảng, và chỉ để quân đội là chỉ để bảo vệ cho đất nước và nhân dân. Và họ nói rằng là quân đội các nước tư bản là chỉ để không phục vụ cho đảng cầm quyền, chỉ phục vụ nhân dân và phục vụ đất nước. Thì mình nói đó là những lời nói mị dân. Thì mình không có biết quân đội của các nước, thì mình không biết quân đội các nước giống như Anh, Pháp thì ra sao, nhưng mà mình biết quân đội Mỹ thì họ cũng phục vụ cho cái đảng cầm quyền. Tại vì khi mà một cái đảng nào đó lên cầm quyền tổng thống, ví dụ như ông Donald Trump, hiện tại thì ông đang là tổng thống Mỹ, thì khi mà ông bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng thì ông cũng bổ nhiệm. Thì khi mà ông Trump ông bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng thì ông cũng chọn người trong đảng của ông là người trong đảng Cộng hòa. Rồi sau đó khi mà ông, thì bây giờ là ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ là ông Mark Esper, thì khi mà ông Mark Esper được bổ nhiệm vô bộ trưởng quốc phòng thì ông cũng sẽ bổ nhiệm những người sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ là cũng sẽ là những người trong cái trong cùng một đảng, là đảng Cộng hòa. Thì cũng đơn giản, cũng dễ hiểu thôi. Họ sẽ bổ nhiệm những người trong cùng một đảng để họ dễ dàng làm việc với nhau. Cái thi hành cái chính sách của cái đảng của họ. Thì cho nên khi mà đài RFA nói là quân đội của các nước tư bản không phục vụ cho đảng cầm quyền, điều đó là hoàn toàn sai. Như mình đã đưa ra một cái ví dụ. Rồi thêm một cái nữa là họ nói là quân đội của các nước tư bản là chỉ để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, thì điều đó cũng không hoàn toàn chính xác. Để giống như mình nói là quân đội của giống như quân đội Mỹ đi, thì đất nước Mỹ từ sau nội chiến Mỹ biết đến bây giờ thì nước Mỹ không có chiến tranh. Nước Mỹ không có chiến tranh thì nói với quân đội Mỹ để chỉ để phục vụ nhân dân, là để phục vụ đất nước thì không hoàn toàn đúng. Mỹ thường gửi quân đội ra đi khắp nơi trên thế giới. Tất cả các cuộc chiến trên thế giới đều có quân đội Mỹ tham gia. Thì và những lần như vậy, những cái cuộc chiến như vậy thì hầu hết 70-80% người dân Mỹ, người ta không có muốn mà con em họ phải đi ra nước ngoài chiến đấu. Thì cho nên nói cái câu nói mà quân đội Mỹ chỉ để phục vụ nhân dân, phục vụ cho đất nước không hoàn toàn chính xác. Quân đội Mỹ phục vụ, rõ ràng là phục vụ cho chính sách của cái đảng lãnh đạo, cho dù là đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ. Khi mà quân đội Mỹ tham gia các cuộc chiến trên thế giới thì các cái tập đoàn sản xuất vũ khí của Mỹ bán được vũ khí thì thu về những cái món đô la béo bở. Thì cho nên nếu mà nói là quân đội Mỹ chỉ để dành phục vụ cho nhân dân thì rất là nực cười. Phục vụ cho những cái tập đoàn sản xuất vũ khí thì đúng hơn.
cho những đại gia sản xuất vũ khí, và thì đúng hơn và rõ ràng là họ cũng phục vụ cho cái chính sách của cái đảng cầm quyền đó. Ở các nước tư bản khác cũng vậy, Pháp cũng vậy, Anh cũng vậy. Họ từ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, họ không có một cuộc chiến nào nữa, mà hầu hết là những cái cuộc chiến trên thế giới, chào Dương Vi, hầu hết các cuộc chiến trên thế giới là đều có mặt Anh, Pháp, Mỹ, ba nước đó. Cho nên là nói là quân đội của Anh, quân đội tư bản là chỉ để phục vụ bảo vệ nhân dân và phục vụ đất nước thì rất là hài hước. Một cái vấn đề nữa mình muốn nói là bọn chống cộng thấy nước ngoài thường kêu gọi Việt Nam là phải tam quyền phân lập, bởi vì theo cái lý do mà chúng nó đưa ra là nó nói là tam quyền phân lập thì sẽ công bằng và sẽ không có tiêu cực, sẽ không có lạm quyền. Thì mình muốn nói đó cũng là những điều mị dân. Mình muốn đưa ra cái ví dụ giống như là những người mà cố vấn cho ông Trump, 4-5 người cố vấn cho ông Trump, giống như ví dụ như là ông Michael Flynn nè, ông Roger Stone nè, ông Paul Manafort nè, ông Michael Cohen nè, 4-5 người đó đều bị FBI truy tố về những cái tội khác nhau. Như là ông Michael Flynn là bị truy tố, bị FBI truy tố về cái chuyện mà ông ta có liên quan với người Nga trong cái cuộc bầu cử mà năm 2016 giữa ông Trump, chạy đua tổng thống với ông Trump và bà Clinton. Ông Roger Stone thì cũng bị FBI truy tố về cái tội mà nói láo với FBI. Ông Michael Cohen thì cũng bị FBI truy tố. Ông Manafort thì cũng vậy, cũng liên quan tới cái chuyện lùm xùm giữa nói là tham nhũng gì đó ở Ukraine. Thì tất cả những người đó là đều là những trợ lý của ông Trump. Ông Michael Flynn, nếu mình nhớ không lầm, là đã từng là ông là chỉ huy của National Security, là thì nếu mình nhớ không lầm, ông là thì ông cũng bị FBI, 4-5 người đó đều bị FBI truy tố, và 4-5 người đó đều bị ông đều được ông Donald Trump ân xá. Thì mà những người mà ủng hộ ông Trump, những người ủng hộ ông Trump mà những người mà ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì nói là những người kia không có tội gì, nhưng mà FBI truy tố cho nên ông Trump ông ân xá những người đó. Nhưng mà nếu nói là có tam quyền phân lập, không có lạm quyền, thì làm gì có cái chuyện mà những người kia không có tội mà FBI dám truy tố. Nếu mà cái điều đó xảy ra, nếu mà tam quyền phân lập thì nếu mà FBI truy tố những người đó mà những người đó vô tội thì những người đó hoàn toàn có thể kiện FBI hoặc là kiện cái cơ quan mà truy tố những người đó. Cho nên là nói là tam quyền phân lập thì không có tiêu cực, không có lạm quyền, là đó là những lời nói mị dân. Thì mình đưa ra cái ví dụ, nếu mà ở Việt Nam, nếu mà trường hợp đó ở Việt Nam, ví dụ như mà bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà ân xá cho, thí dụ như ân xá cho ông Đinh La Thăng, hay là ông Trịnh Xuân Thanh, hay là ông Nguyễn Văn Hiến, nếu mà bác Trọng làm cái chuyện đó thì
chắc chắn cái bọn mà chống cộng hải ngoại nó sẽ mà kêu gào, nó sẽ biểu tình phản đối rất là dữ dội. Với một cái nữa, mình cũng vẫn nói về cái đề tài mà nói là có ta quyền phân lập thì sẽ không có tiêu cực, không có lạm quyền. Thì muốn đưa ra một cái ví dụ khác là ông Trump, ổng khi mà ổng trong một cái cuộc tranh luận, trong cái cuộc đua mà vào chức tổng thống năm 2016, trong lúc mà tranh luận với bà Hillary Clinton, thì bà Hillary nói ông Trump, tố ông Trump là ổng trốn thuế. Thì ông Trump ổng nói là ổng trốn thuế, nhưng mà tại vì ổng có những cái luật sư của ổng biết cái những cái lỗ hở của cái luật pháp, cho nên ổng trốn thuế. Ổng trốn thuế là tại vì ổng thông minh. Ổng công khai ổng nói như vậy, ổng trốn thuế là ổng thông minh. Ổng trốn thuế nhưng mà ổng không vi phạm pháp luật thì không ai làm được gì ổng. Thì đó có phải là nói là tam quyền phân lập là sẽ không có tiêu cực, là sẽ không có sẽ công bằng. Trong khi đó những người người dân Mỹ làm sống vào đồng lương thì mỗi tháng người ta đều phải đóng thuế cho sở thuế. Còn một người mà như ông Trump, ông là một tỷ phú. Ổng là một người mà tranh cử tổng thống, nhưng mà ổng công khai ổng nói ổng trốn thuế tại vì ổng thông minh, ổng biết những cái lỗ hở để ổng trốn thuế. Thì có phải nói là ta quyền phân lập là chỉ là những cái lời nói của mỹ dân, ta quyền phân lập là không có tiêu cực, không có lạm quyền, đó là chỉ những lời nói mỹ dân. Thì theo mình nhận xét, không có một cái mô hình chính trị nào, cho dù là cộng sản hay tư bản, mà nói là không có tiêu cực, đều là công bằng và không có tiêu cực. Thì mình nhận xét là đó là chỉ là những lời nói mỹ dân. Tại vì con người ta rất là thông minh, người ta sẽ tìm đủ mọi cách, mọi khe hở để lách luật. Cho dù người ta sống ở đất nước tư bản hay là người ta sống ở đất nước cộng sản, người ta cũng sẽ cố gắng ta tìm hiểu những cái khe hở của pháp luật để ta lách, để ta mánh mung. Theo mình nhận xét, mình nói về quân đội Việt Nam, đó mới là chính là cái quân đội mà để phục vụ nhân dân và bảo vệ đất nước. Thì quân đội Việt Nam thì chỉ có chống xâm lược thôi. Quân đội Việt Nam không có ra nước ngoài tham dự các cuộc chiến ở nước ngoài. Cho nên quân đội Việt Nam mới là một cái quân đội mà để phục vụ nhân dân và phục vụ đất nước. Còn mà nếu mà so sánh quân đội Việt Nam với quân đội các nước tư bản thì nhưng quân đội các nước tư bản không là để không chỉ để đơn thuần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước họ, mà họ còn phục vụ những cái chính sách của các đảng cầm quyền của cái nước họ. Thì hôm nay mình chỉ có cái video ngắn vậy thôi. Mình xin cảm ơn các anh chị và các bạn theo dõi cái video này. Hẹn xin gặp lại các anh chị và các bạn ở các video sau. Xin chào.